Này thiện hiện, pháp không nội chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác pháp không nội. Pháp không nội tức là bản tánh không tức là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là bản tánh không tức là pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là bản tánh không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là bản tánh không tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng khác bản tánh không chẳng khác thánh đế khổ. Thánh đế khổ tức là bản tánh không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng khác bản tánh không chẳng khác thánh đế tập diệt đạo. Thánh đế tập diệt đạo tức là bản tánh không tức là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, bốn tịnh lự chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn tịnh lự. Bốn tịnh lự tức là bản tánh không tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tức là bản tánh không tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tám giải thoát. Tám giải thoát tức là bản tánh không tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tức là bản tánh không tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, pháp môn Đà La Ni chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Đà La Ni tức là bản tánh không tức là pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Tam Ma Địa chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn Tam Ma Địa. Pháp môn Tam Ma Địa tức là bản tánh không tức là pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát không tức là bản tánh không tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là bản tánh không tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng khác bản tánh không chẳng khác bậc cực hỷ. Bậc cực hỷ tức là bản tánh không tức là bậc cực hỷ. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng khác bản tánh không chẳng khác bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân tức là bản tánh không tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, năm loại mắt chẳng khác bản tánh không chẳng khác năm loại mắt. Năm loại mắt tức là bản tánh không tức là năm loại mắt. Sáu phép thần thông chẳng khác bản tánh không chẳng khác sáu phép thần thông. Sáu phép thần thông tức là bản tánh không tức là sáu phép thần thông.
Này thiện hiện, mười lực Phật chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác mười lực Phật. Mười lực Phật tức là bản tánh không tức là mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, tức là bản tánh không tức là bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng khác bản tánh không chẳng khác 32 tướng đại sĩ. 32 tướng đại sĩ tức là bản tánh không tức là 32 tướng đại sĩ. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng khác bản tánh không chẳng khác 80 vẻ đẹp phụ thuộc. 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là bản tánh không tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, pháp không quên mất chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp không quên mất. Pháp không quên mất tức là bản tánh không tức là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả chẳng khác bản tánh không chẳng khác tánh luôn luôn xả. Tánh luôn luôn xả tức là bản tánh không tức là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, trí nhất thiết chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí nhất thiết. Trí nhất thiết tức là bản tánh không tức là trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng khác bản tánh không chẳng khác trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả dự lưu. Quả dự lưu tức là bản tánh không tức là quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác tức là bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại bồ tát chẳng khác bản tánh không chẳng khác tất cả hạnh đại bồ tát. Tất cả hạnh đại bồ tát tức là bản tánh không tức là tất cả hạnh đại bồ tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng khác bản tánh không chẳng khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Lại nữa thiện hiện, nếu sắc khác bản tánh không khác sắc, sắc chẳng phải bản tánh không chẳng phải sắc. Thọ tưởng hành thức khác bản tánh không khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức chẳng phải bản tánh không chẳng phải thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, nếu nhãn xứ khác bản tánh không khác nhãn xứ. Nhãn xứ chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khác bản tánh không khác nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, nếu sắc xứ khác bản tánh không khác sắc xứ. Sắc xứ chẳng phải bản tánh không chẳng phải sắc xứ. Thành hương vị xúc pháp xứ khác bản tánh không khác thanh hương vị xúc pháp xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải bản tánh không chẳng phải thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, nếu nhãn giới khác bản tánh không khác nhãn giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhãn giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới khác bản tánh không khác nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, nếu sắc giới khác bản tánh không khác sắc giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới khác bản tánh không khác thanh hương vị xúc pháp giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, nếu nhãn thức giới khác bản tánh không khác nhãn thức giới. Nhãn thức giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhãn thức giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới khác
Bản tánh không khác nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng phải bản tánh không. Bản tánh không chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Này thiện hiện, nếu nhãn xúc khác bản tánh không, bản tánh không khác nhãn xúc. Nhãn xúc chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải nhãn xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc khác bản tánh không khác nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Này thiện hiện, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra khác bản tánh không khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải bản tánh không chẳng phải các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra khác bản tánh không khác các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, nếu địa giới khác bản tánh không khác địa giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới khác bản tánh không khác thủy hỏa phong không thức giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải bản tánh không chẳng phải thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, nếu nhân duyên khác bản tánh không khác nhân duyên chẳng phải bản tánh không chẳng phải nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác bản tánh không khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng phải bản tánh không chẳng phải đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Này thiện hiện, nếu các pháp tứ duyên sanh ra khác bản tánh không khác các pháp tự duyên sanh ra. Các pháp tự duyên sanh ra chẳng phải bản tánh không chẳng phải các pháp tự duyên sanh ra. Này thiện hiện, nếu vô minh khác bản tánh không khác vô minh chẳng phải bản tánh không chẳng phải vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não khác bản tánh không khác hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải bản tánh không chẳng phải hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, nếu bố thí ba la mật đa khác bản tánh không khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa chẳng phải bản tánh không chẳng phải bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khác bản tánh không khác tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng phải bản tánh không chẳng phải tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu pháp không nội khác bản tánh không khác pháp không nội. Pháp không nội chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới. Pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác bản tánh không khác pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, nếu bốn niệm trụ khác bản tánh không khác bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn